Bộ Y tế khuyến cáo không tự ý mua, dùng thuốc Monopiravir không rõ nguồn gốc. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định. Ngày 25 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế phát đi thông báo khuyến cáo người dân về việc sử dụng thuốc Monopiravir an toàn, hiệu quả. Theo đó, thuốc chứa Monopiravir là thuốc mới, được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc Monopiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế. Người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc, bởi việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ các phản ứng có hại của thuốc. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Monopiravir để điều trị COVID-19 như sau: về chỉ định của thuốc Monopira vừa được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán sát cov 2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Các giới hạn sử dụng thuốc Monopira vừa dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc với phụ nữ có thai và cho con bú, Monopira vừa không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monupiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monupiravir cuối cùng. Trẻ em và thanh thiếu niên, Monupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Nam giới, Monupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, Nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh để nên sử dụng một phương pháp tránh thai tinh cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Trong quá trình sử dụng thuốc Monopiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé